vừa quay được hiện tượng lạ trên bầu trời, chàng trai kinh hãi khi không lâu sau tai họa ập đến. Mới đây tại đất nước Đài Loan, một nam thanh niên đã đăng tải đoạn clip ghi lại hiện tượng lạ xuất hiện trên bầu trời. Đó là cảnh một vầng hào quang bao quanh mặt trời vào ngay giữa ban trưa. Sau đó không lâu, người này lại phát hiện thêm một cảnh tượng lạ nữa ở trên bầu trời. Đó là cảnh những đám mây hình gợn sóng kéo dài cả một quãng dài khiến anh vừa thích thú, nhưng cũng không kém phần lo sợ mà để dòng trạng thái rằng không biết có phải sắp xảy ra động đất hay không. Và chính hai bài đăng này khiến dân tình Đài Loan phải gọi anh là nhà tiên tri, khi chỉ sau một hôm thì đất nước với dân số 25 triệu người đã cộng một động đất. Sự việc được cho là xảy ra vào hôm nay mùng 3 tháng 4, lúc 7 giờ 58 phút, tương đương 6 giờ 58 phút giờ Hà Nội, với tầm chấn nằm ở phía đông đảo Đài Loan tại độ sâu 15,5 km. Chính quyền Đài Loan cho biết động đất mạnh 7,2 độ, trong khi cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay trận rung chấn có cường độ 7,4 độ Richter. Theo Giám đốc Trung tâm Địa chấn học Đài Loan Wu Qianfu, đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo trong 25 năm qua, sau trận động đất 7,6 độ khiến 2.400 người thiệt mạng vào năm 1999. Theo giới chức trách, vụ động đất vào sáng nay mùng 3 tháng 4 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 711 người bị thương. Ít nhất 26 tòa nhà sụp đổ, trong đó hơn một nửa ở Hoa Liên, khoảng 77 người bị mắc kẹt. Trên mạng xã hội vào sáng nay, hàng loạt clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng của trận động đất khiến ai xem cũng rùng mình mà thốt lên rằng đừng đùa với thiên tai. Đỉnh điểm nhất trong đó có thể kể đến cảnh một quả núi đổ sập ở Hoa Liên ngay trước mặt người dân, hay video về những tòa nhà rung lắc rồi đổ sập trong chớp mắt cũng đủ để thị uy sức mạnh của trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua ở Đài Loan.